chào mọi nha, mình là đi đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game Anime Defender hả mày ha. Rồi clip này gì, clip này thì các bạn cũng đã thấy rồi nha mày nha. Thôi, mình đi đúng cực luôn bạn. Cuối cùng đã rớp ra được là cái drop bạn, ra được cái cổng Secret rồi nha bạn nha. Thì khi các bạn sở hữu cái cổng Secret này á, thì các bạn 100% sẽ có nhân vật Secret mới luôn nha bạn nha. Thực sự là rất là cực luôn nha bạn nha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đi cổng Secret này cho bạn xem coi là drop nhân vật nào nha, let's go. Rồi nha bạn nha, bây giờ mình sẽ mở cái cổng Secret nha bạn. Thực sự là rất là mệt luôn bạn. Đó, mặc dù đây là cái cổng gọi là dễ ra nhất nha bạn nha, dễ ra nhất trong tất cả Secret luôn. Đây là cái cổng đầu tiên á bạn, tại vì tỷ lệ drop cái cổng này tới 20% nha bạn nha. Nhưng mà các bạn phải hiểu là rất là khó, biết tại sao không bạn? Tại vì là ôi bạn không, 100% drop. Yes. Bây giờ một cái mình sợ nhất nè bạn. Các bạn hiểu là gì không? Đừng có bị văng nha. Văng cái mình nghỉ game luôn á bạn, thật sự luôn. Bây giờ mà hiện cái chữ disconnect các bạn là mình nghỉ game luôn. Đúng không bạn? Lỗ 100% luôn bạn, đúng không? Đi cực kỳ khó luôn, các bạn hiểu là tại sao? Tại vì là các bạn phải đi từ rare này đúng không? Xong rồi mở cổng tới Epic xong rồi Legend. Đó, hồ vô rồi. Legend đúng không các bạn? Xong rồi tới Mythical đúng không các bạn? Xong Mythical các bạn phải có tỷ lệ ra Secret này các bạn. Đó, nói chung là cực lắm bạn. Đi rất là nhiều luôn, rất là cực luôn. Không đùa đâu, mình đi tầm là 4 tiếng đó các bạn. 4 tiếng là các bạn phải đi Infi này đúng không? Để drop ra. Ồ, Sibit hả? Ồ, Sibit. No. Sibit. X2 Sibit kìa. Đặt phụ. X2 Sibit các bạn ơi, X2 Sibit thì mình sẽ đặt Gojo dưới đây trước ha. Đó. Nói chung là tỷ lệ của cái cổng Secret đầu tiên này á sẽ là dễ nhất nha bạn nha. Tỷ lệ cực kỳ cao luôn nha bạn nha. Đó. Trời, mình rung tay luôn bạn, cho mình đi 4 tiếng đồng hồ các bạn, rất là mệt luôn ấy. Đấy. Rất là mệt mỏi luôn nhưng cuối cùng đã ra ha. Cái mình sợ các bạn, như mình nói lúc đầu cho bạn thấy đó, đó chính là gì? Đó chính là đừng có disconnect ha bạn. Các bạn mà đang cho đúng không? Các bạn bị lắc hay gì, các bạn bị văng ra là mất cái cổng luôn. Đó, tại mình có bị mất một cổng Legend rồi nha bạn nha. Mình mất một cổng Legend cũng nhờ vậy đấy mới là mất đó các bạn đó. Nên là nguy hiểm lắm. Sợ lắm bạn ơi, nên là đừng có bị văng là được. Rồi thì cái cách thì như mình nói bạn ha. Cái cách thì mặc dù là cái nhân vật Secret này á là nhân vật gọi là dễ lấy nhất đúng không các bạn? Dễ lấy nhất nha. Nhưng cũng không phải là gọi là dễ gọi là easy đâu nha bạn nha, đúng không bạn? Admin đã tính rồi là các bạn phải đi nè. Rare xong rồi rớt cái cổng Epic đúng không? Epic sẽ rớt ra cổng Legend xong rớt cái cổng Mythical xong rồi các bạn mới rớt ra cái cổng Secret này được nha bạn nha. Nên nói chung là bạn nào phải gọi là may mắn lắm bạn, gọi là suôn sẻ từ đầu tới cuối á đúng không? Suôn sẻ từ đầu tới cuối luôn ấy. Thì trời ơi, mình nghĩ là mấy bạn đi từ Rare nè, Epic xong rồi Legend xong Mythical xong luôn cái Secret luôn. Thì bạn nào đã được như vậy rồi thì bạn hãy comment kiếm mình dưới cho mình biết các bạn nha. Gọi là gì ta? Gọi là xin vía bạn, xin vía may mắn á, đúng không? Đó, xin vía may mắn. Thì bạn nào được như vậy thì các bạn hãy comment kiếm mình dưới cho mình biết nha, chứ thật sự là mình đi tầm phải gọi là tầm 7-8 cái cổng mới thích nha bạn nha. 7-8 cái cổng mới thích mới ra được một cái Secret này đấy. Mặc dù là 20% nha bạn nha. Đó, thì các bạn hãy tính đi, một lần 25 quay này á là 15 phút. Đúng không? Mình đặt ngay đầu luôn nha bạn nha, là tầm 15 phút đấy. Thì các bạn hiểu đi, một cái rare nè, đúng không? Các bạn phải đi nhiều rare nè để ra nhiều cái Epic đúng không? Đó là tốn bao nhiêu phút rồi? Tiếng đồng hồ đúng không bạn? Đó xong rồi từ Epic nè, xong lên tới 4-5 cái Legend, sau 4 cái Legend các bạn phải có tỷ lệ ra 4-5 cái Mythical nữa. Là tốn 5-6 tiếng đó các bạn. Đúng không bạn? Mệt cực kỳ luôn bạn. Giờ rất là mệt các bạn ơi. Rồi, mình đi xong vật này là mình nghĩ là mình sẽ cho bạn thấy nhân vật kia như thế nào ha. Ở clip sau mình sẽ tiến hóa cho bạn xem sao ha. Đó, clip này là mình đã ra cho cái cổng Secret và đi cho bạn xem thử trước đã ha. Đấy, rất là cực luôn các bạn. Thì những người mà mở cổng như vậy nha là sẽ tỷ lệ drop 100% như vậy nha, như các bạn thấy ha. Đó, là những người mở cổng thôi nha. Còn những người mà đi ké các bạn, kiểu đi Secret ké á là chỉ được có 2% thôi bạn ơi. Đấy, chỉ có 2% drop thôi nha. Đó. Nên là các bạn phải suy nghĩ kỹ ha. Nếu mà đi ké thì các bạn đi ké tầm Mythic với Legend sẽ ngon nhất ha bạn ha. Tại Mythic với Legend là các bạn hưởng tầm 40-50% drop luôn bạn. Ngon lắm. Đó. Nếu mà các bạn đi ké Legend với Mythic. Đấy, như là Legend á các bạn như đi cổng Epic này đúng không? Đi cổng Epic ra đi ké thì các bạn có tỷ lệ 50% drop Legend lận là đi ké nha bạn nha. Còn nếu mà đi người mở cổng á, người chủ mở cổng bạn là tới 80% lận. Cái cổng Legend lượng phải không? Nhiều lắm nha các bạn. Còn Mythic nha, Mythic hình như là cái người mà mở cổng các bạn là 60%, còn đi ké là 35%, phải không? Tỷ lệ cực kỳ cao luôn. Đó,
Nhưng mà riêng nhân vật mà nhận được suýt rịch đó bạn, mở cổng á thì đi sẽ rất là khó các bạn ha. Không có đi ké mà được nhiều phần trăm đâu. Đi ké có 2% mà bạn nào mà đồ rớt bạn nói trội gọi là siêu nhân phẩm luôn đúng không các bạn. Đấy, rồi. Cuối cùng đã ra được rồi các bạn ơi. Nói chung là admin chuẩn ra mấy cái cổng này dành cho dân cày chay nha bạn nha. Cày chay 100% luôn các bạn. Chuẩn là cày chay 100% các bạn không đó. Tại đâu có gọi là dùng game hay không, mấy không, đâu có dùng tiền để các bạn kiếm được xíu địch đâu. Mà cái này phải đi, ai đi nhiều là người đó có, đúng không các bạn, đấy là vậy. Nên là mấy cái nhân vật xíu địch gọi là trên các bạn, mấy cổng mà khó hơn á là tỷ lệ thấp hơn nữa, là trời cực nữa các bạn ơi. Ôi, bắt đầu mình nhức cái đầu á các bạn ơi. Đấy, nhân vật 20% này thôi là đã hơi mệt rồi. Mấy nhân vật khác các bạn, cái cổng thứ hai các bạn, nhân vật xíu địch thứ hai á còn khó hơn, và nhân vật thứ ba là còn khó nữa nha bạn nha. Đấy, phải coi cực kỳ khó luôn. Và như là sức mạnh sẽ theo tỷ lệ luôn nha bạn nha. Đấy, gọi là sức mạnh sẽ theo tỷ lệ đó, là vậy đấy. Nên là bây giờ là đi tới 25 quay này đi ha. Đó, nói chung là tại vì đây là map đầu tiên các bạn, nên là map mặc dù là xíu rịch nhưng mà cũng khá là dễ phải không. Cũng dạng easy các bạn không nè, đó easy à. Đấy, mình đặt có vài nhân vật almighty. Ờ, hình như sai bạn. Đặt almighty thì không dễ thôi đúng không bạn. Lộn. Nói chung là mấy bạn nào mà có những vật mà secret ấy thì mình nghĩ là sẽ đi dư luôn. Đấy, mythical vẫn có thể đi được các bạn ha. Tại vì cái map này cũng không có gọi là quá khó đâu. Đấy, quan trọng là các bạn gọi là drop được cái cổng hay không thôi, đúng không? Các bạn mà chỉ cần drop được cái cổng secret là chắc chắn 100% á, cái người mở cổng nha, mình nói là cái người mở cổng ấy là các bạn sẽ được secret liền luôn. Đó, 100% với các bạn luôn. Mình không nói xạo luôn các bạn, hồi nãy thấy đúng không, 100% nha. Nhưng mà những người đi ké là sẽ drop thấp hơn thôi. Đây là vậy. Quan trọng là cái cổng đó bạn. Nhưng mà mình để ý là cái cổng xíu rình này á tỷ lệ cao hơn quay bình thường các bạn ha. Tại vì đi cực mà đúng không bạn, đi rất là cực luôn bạn, đi cực kinh khủng luôn, nên là tỷ lệ drop phải gọi là cao nha bạn nha, đúng không bạn. Đấy, 20% là cực kỳ cao luôn ấy. Hình như xíu rình bình thường là 0.01 đúng không bạn. Đó, còn mấy nhân vật mà khó hơn á, theo mình tìm hiểu á, như là có 3% bạn, 3% là thấp nhất đó, mà 3% đối với lại một nhân vật xíu rình thì rất là cao nha bạn nha, đúng không các bạn. Để ý đi, nếu mà gọi là bên quay các bạn mà 3% là cao lắm, nên là admin mới làm cho đi khó vậy các bạn. Là các bạn phải đi từng bước các bạn đó. Là phải đi từ rare lên epic, xong từ epic lên legend, xong lên mythical, xong mythical mới lên được cái secret này, trời ơi. Cực kinh khủng bạn ơi. Đấy, nhưng không sao. Cuối cùng đã được đền đáp các bạn ơi. Hơn là đây là cái cổng mà mình quay cho bạn xem là cái cổng cuối cùng luôn nha bạn. Cái cổng mythic cuối cùng mà mình có thể mở luôn bạn. Nếu không ra nữa chắc mình nghỉ các bạn, đi ngủ luôn. Đúng rồi, đấy. Hên quá, cuối cùng cái cổng cuối cùng là ra được cái cổng xíu rịch luôn, may mắn thiệt. Rồi bây giờ là đi cái này là chắc chắn mình sẽ có được nhân vật xíu rịch đó luôn rồi ha. Ở clip sau các bạn hãy mong chờ clip sau ha. Clip sau mình sẽ ra lát hồi sợ cỡ chắc mình ra nhanh cho bạn xem luôn ấy, là mình sẽ tiến hóa nhân vật đó lên cho bạn xem luôn, là nhân vật mới này có thực sự mạnh hay không ha. Đã, xíu rịch mới này có mạnh hay không, tại vì 20% drop nữa các bạn, nên mình cũng không có mong chờ nhân vật này sẽ mạnh lắm ha bạn ha. Nhưng mà quan trọng là siêu tầm các bạn, siêu tầm với lại quay cho bạn xem. Đấy, tại vì 20% cho một nhân vật xíu rịch thì mình nghĩ là mình đánh giá cũng không có cao lắm ha các bạn ha. Đó, nhưng mà không sao, ở clip sau mình sẽ gọi là tiến hóa cho bạn xem liền luôn. Rồi bây giờ mình nâng vật Mina này gần max là xong game rồi đó bạn. Đó, bây giờ chờ đợi các bạn, chờ đợi tới quay 25 của mình lấy nhân vật xíu rịch thôi. Yeah, công nhận cái cổng cực quá bạn ơi. Cực ở đây như nói bạn là một thời gian đi một cái map là tới 15 phút, đúng không? 25 quay là 15 phút. Đó, là các bạn thí dụ cứ tính đi 10 lần đi đúng không, là 150 phút đúng không, là 2 tiếng đúng không bạn, hơn 2 tiếng rồi đó, mà chưa chắc gì các bạn đã ra được cái cổng xíu rịch nữa đúng không. Hả, cực lắm. Mới gọi là chuẩn cho cày chay đó các bạn. Đấy, các bạn muốn admin cho cày chay thì admin đã cho các bạn cày chay rồi ha, nên là phải chịu cực nha các bạn nha. Nhưng mà vẫn có tỷ lệ ra được nha các bạn ha, chứ không có như là cái cục quýt trước đó là cày chay cũng không ra nổi luôn bạn, đúng không bạn. Rồi đợi thôi bạn ơi, chờ đợi win game và chờ đợi, đừng có disconnect. Sợ nhất là disconnect đó bạn, tại admin không có cho mà gọi là cái số mạng á bạn ha. Thí dụ như cho đi 3 lần đúng không, thí dụ như lần này mình thua thì mình cho đi lại đúng không bạn, cái cổng nó sẽ được đi 3 lần ha. Nếu 3 lần mà đi không được là sẽ bị mất cái cổng, kiểu vậy. Nhưng mà không mày ơi,
Tại có vài người cũng như ví dụ như mạng lắc sao đúng không bạn, vừa mở cổng cái lắc mạng cái tự nhiên bị mất cái cổng, như mình mất cái cổng legend đó bạn, tự mình vừa mới mở cái cổng legend xong mình bị disconnect cái mất cái cổng legend luôn. Thôi cái cổng này mà mất nữa thiệt luôn á, chứ mình nghĩ là chắc là khóc thét luôn này đúng không bạn, chắc chắn 100% được xíu rịch mà mất mất trước mặt các bạn là cay lắm luôn á đúng không bạn. Đấy là vậy rồi, giờ là quay 25 là xong nè, chờ đợi thôi, chờ đợi thôi. Yeah. Chờ đợi nào. Đấy, nói chung là các bạn vẫn có thể đi được ha. Có thể thấy không? Đi được, với những vật nguyên thích cũng đi được nha. Nhưng mà hình như là xíu rịch cái phần như châu hả bạn ha, cũng khá là châu á. Thấy không? Cũng khá là châu mà đi ngay cái gọi là X2 speed các bạn. Thì dép chắc mình nghĩ không kịp quá. Hên nếu bạn nào hên là được cái tăng tiền đặt đúng không, tăng tiền đặt hay là cái giáp các bạn, tại vì hình như là có một cái búp riêng các bạn, búp riêng như Gojo của mình đó bạn, cái búp này nữa bạn, hình như là đánh xuyên cái lớp lá trắng đó luôn, thì cũng khá là ngon phải không, có nhân vật, một vài nhân vật có cái lớp lá trắng, có cái khiên các bạn đó, thì Gojo mình sẽ đánh xuyên luôn bạn ơi đó, nên là ngon là vậy đó, đánh xuyên luôn cái khiên đó luôn đỡ. Không phải cái giáp này nha bạn nha, cái giáp này là khác, có cái khiên mà đi vòng vòng xung quanh đó bạn đó, thì Gojo mình sẽ đánh xuyên luôn. Đó là cái ngon của cái Spirit Orb đó bạn, ốp á. Đấy, cái cục ngọc Spirit. Nhưng mà mấy cái thứ đó không quan trọng nữa bạn ơi, giờ quan trọng là mình chỉ chờ nhân vật xíu địch này của mình thôi nè. Đó. Nói chung là nếu mà so với Rai các bạn ha, thì kiểu cái cổng này đi sẽ gọi là đơn giản hơn ha bạn ha. Theo như mình nha, theo như gọi là ý kiến cá nhân mình thôi nha. Là mình cảm giác như là sẽ đơn giản hơn là cái ride nhiều. Đó. Đơn giản hơn cái ride nhiều. Đấy. Mấy cái cổng trước nha bạn ha, còn cổng xíu rịch thì mình thấy sẽ khó bạn không, mấy con quái bắt đầu châu châu rồi nè. Với lại mà đi nhanh nữa bạn, hồi nãy lúc đầu mà đặt không kịp bạn. Tiền ra không kịp là quái đi vô tới nhà luôn ấy. X2 speed. Chỉ khó là cái X2 speed thôi chứ còn lại là không hơn lắm. Rồi chờ đợi thôi. Yeah. Cuối cùng finally cái nhân vật Jenkins của mình có cái đam vô boss nữa bạn, đó cũng khá là ngon hả mày không nè, có cái đầu lâu các bạn, đây là sẽ đam tăng vô boss các bạn, là boss ra là Jenkins một phát là đam to lắm bạn, quá đã luôn. Rồi giờ đợi boss thôi. Và những cái hay của admin nữa là các bạn thấy không nè, đó mày thấy không đó, có cái ốp búp tiền đó bạn, thì sẽ có cộng tiền thêm bên dưới nè, thấy không đó. Còn búp đam á thì có sẽ cộng thêm cái số đam bên dưới các bạn ha, sẽ có cộng thêm cái số đam ở dưới luôn. Đó là một cái điều mình thấy khá là hay của admin các bạn ha, để cho người chơi biết được là cộng thêm bao nhiêu đam các bạn. Đây bạn không nè, búp lên nè, đó búp lên phát nè bạn xem nè, đó cộng thêm 20.000 bạn không đó. Thấy không, cộng đây là tăng 20% đam này nha, 20% đam đó. Còn Gojo còn như búp không tới, búp tới nhược trên kinh thì búp 16 nè bạn, đó thấy không, có hiện số đam được búp như thế nào luôn, cũng khá là hay. Đấy là cái điều mà mình thấy khá là hay của admin. Nói chung là admin có gọi là tiếp thu các bạn, có tiếp thu ý kiến của người chơi các bạn, xong rồi có sửa lỗi thì ok được. Tốt. Rồi, nhân vật xíu địch đầu tiên trong ngày hôm nay nào. Let's go. Rồi quay 25 rồi các bạn ơi. Mình cảm giác như quay 25 rất là ít luôn bạn, ít quái lắm luôn ấy. Kiểu có một vài con quái xong lát hồi tới boss là xong win đó bạn. Đi nãy giờ cũng nhiều rồi, để ý các bạn, để ý cũng kỹ. Tại mỗi một cổng là đi kiểu một cái dạng cái map khác nhau luôn các bạn. Đó. Tổng cộng là 15 cổng nha bạn nha, như ở clip mà mình nói bạn về thông tin của update ấy. Đó cái giáp nè bạn, nè Gojo mình sẽ đánh xuyên đó bạn. Đó cái giáp lá trắng đó thì Gojo mình đánh xuyên luôn. Khá là ngon. Đó, đánh bổ qua cái giáp đó luôn, ngon thiệt. Không chịu ra cái ốp nó sướng, sớm hơn là boss đó bạn. Bót rồi. Tiêu diệt thôi. Lụm xí con địch nào, yeah. Xíu địch đầu tiên các bạn ơi, yeah. Đây. Quá đã luôn. Rồi, xíu địch đầu tiên các bạn ha. Yeah, xong hôm nay mình đã ra rồi các bạn ơi. Rồi, thì mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây ha. Đó, từ mình cho bạn xem hình dáng của nhân vật xíu địch ha. Đấy, thì clip sau các bạn mong chờ ha. Mình sẽ vote lên cho bạn xem luôn và mình review cho bạn xem luôn ha. Đâu rồi, nhân vật ở đâu rồi?
Ủa nằm đâu vậy đây? Ô, gì đi quay không? Ủa? 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 Cái gì? Ủa? Ủa gì á? Ủa? Cái gì á? Ủa là sao nữa? Ủa sao lạ lắm bạn? Mình thấy cái gì lạ lạ lắm đúng không bạn? Các bạn có phải như mình không? Tự nhiên ủa? Là sao sao drop ra rì quay hùm luôn vậy? Ngon vậy? Nè các bạn nhìn nè. What? Drop ra rì quay hùm luôn. Cái gì game gì? Nè bạn. Không phải hai đó, không đùa đâu. Ôi. Ôi sao vậy là cày cực khổ có trả công nha bạn nha. Rì quay hùm sẵn luôn nè. Oh my god. Rồi thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Trời ơi đảo quá. Rồi. Hẹn lại các bạn ở clip 6 mình nha. Mình sẽ đi vote mà mình review cho bạn xem liền luôn nha. Rồi hẹn lại các bạn clip 6 nha. Còn giờ thì bye bye.